anh lấy cái túi kinh nghiệm. Chỗ này cũng có trôi ngắn nữa nhờ. Mình đang bắt cả gái mà. Anh trôi. Đây là mấy chiếc cho mình. 38 34 là 12 12 với 2 là 90 cân trên 290 cân chưa trừ trừ cân. Ngày hôm trước thì mấy anh em mới bắt được 2 tạ cá chấm các bác ạ. Với lại là đâu nghe tự nói đâu hình như là hơn 1 tạ cá mè gì đấy. Thì cá mè anh em thả bên ngoài. Hôm nay là anh em sẽ bắt cái mè thứ hai. Thì thả trong lồng thì anh em cũng chỉ thả 100% là cá chấm cỏ thôi. Xung quanh trong làng, trong xóm mà từ bây giờ đến Tết mà có nhà bác nào mà tháo ao để đánh cá ăn Tết ấy, thì anh em sẽ gom hết toàn bộ những cái số cá chấm. Có cái thước có trọng lượng khoảng tầm 2 kg trở lên, càng to càng tốt thì anh em sẽ gom hết để nhốt vào trong cái lồng này, anh em sẽ nuôi và khai thác dần. Bây giờ thì anh em lại mời các bác theo dõi phần thứ hai của cái buổi bắt cá này các bác nhé. Đi đi đi. Cái con cá sấu này đang nhỉ? Sấu thịt mà. Thịt. Có cá sấu giờ muốn bắt nhanh là thò tay vào đấy cho nó đớp đi là được. Người cái đũa này. Đúng mét lên. Đẹp nhỉ. Cá sấu này. Hả? Cá sấu. Sấu một. Sấu nằm dưới. Đó, ăn hoa hoa đó. Cá này à? Cá sấu. Này ít người quá nhỉ, cái đông đông người như thế bác cũng hay. Tí nữa là mới đến đó mà. À. Cá sấu đây hả, này sống nhỉ? Sống kia. Lấy con cá sấu lên đi. Lấy con cá sấu lên đi. Cắn cái tôm. Thôi thôi thôi, từ từ, tí nữa. Cẩn thận nó đớp cho đúng là cục tay. Đớp lại. Tôi chép nó chi hết đây đi rồi lên ông cuối đã lỏng mà à, con chạch là nó vui chạch là to nha em cầm cho cầm cốt cho cầm được người nhá yếu luôn chạch là to quá các bác. Quá wow, chọc chảy máu luôn. Không anh ạ, không ngon mà chát lâu. Hai con. Ba con trước tôi là ba rồi. Con này. Đó. Hai con nữa thôi. Bắt cả đấy, đi bắt cái đó đi cái đó. Ôi giời, cái làm to đó. Lại. Bắt nó trống đi, bắt nó trống lên nhanh lên đi. Rồi rồi rồi. Đang nhiều, đang nhiều, đang nhiều con to hơn. Tôi ra thì có con này to này. Gáy nó đây nhiều nhá. Chết. Đấy, tao giống người bắt kia. Đấy là. Phân loại riêng. Bốn mươi cân rồi lên
Cá này cua hơi nhanh nhưng mà được cái êm. Cua nhanh và êm. Cầm tạ đúng không? À mô 40, 38, 38, 40, 38. Hình như là 5 lượt cân nhỉ? 5 lượt. Đây là cái lưới hôm trước anh em thả cá đấy các bạn. Hôm qua thì anh Năm anh có thái cái chuối cho nó ăn với là để cho sạch nước ấy. Vẫy đuôi chào anh Năm. Sâu 3 mét. Em làm sâu 2 mét thôi. 2 mét thì thấy có 2 mét nông quá nhỉ? Nông quá, 2 mét là nông quá. Cứ ao mình có ở đấy chứ à. Ao có như thế thôi đúng không? Muốn làm sâu hơn thì lưới lại nổi lên thôi. Cá chép. Lắc chân cho nó oxy nó xuống cho cá. Ăn này không có bia anh Văn. Uống ăn này không có bia. Không có làm thế mà bia cái biết chứ người ta ngồi cũng bàng hoàng. Làm cái bia cái biết người ta ngồi cũng bàng hoàng. Cá chiếu cả chiếc luôn. Anh Năm giỏi mọ đấy chứ, mọ được cả rô phi. Ôi da. Nhiều lắm. Cái rô phi con này bé. Nó phải xuống cái chân cẩu đấy. Kiếm mấy con tôm anh ạ. Kiếm mấy con tôm hay hơn. Đây này, đây có to lắm. Rô phi này. Đấy. Nó xuống vết chân mà. Mình cứ mò thấy vết chân mà. Bắt được rồi. Anh Năm ơi, sáng nhặt tôm này. Nhiều tôm lắm. Cá thì mình không quan trọng, không quan trọng cái tôm thôi. Đấy. Con chạy làn to này bỏ vào đấy luôn. Đấy. Con rô phi bỏ ra anh ạ. Con rô phi lát bỏ ra cho các bác đi. Ném luôn à. Nhiều đúng không? Nó bám lên mà. Nhiều tốn lắm anh ạ. À bác ạ. Nhiều tôm nhiều tép. Để. Bốc lại anh ạ, bốc lại. Đang phải lọc đấy. Nhiều lắm à? Vâng ạ.
Ui, thôi thôi, không có mấy đâu. Này, con tôm to này, nào này. Đây này. Kiểu này lại phải động anh ạ, lại phải động nước cho nó vào. Đợi tí để tôi kéo nó tiếp. Tôm to, tôm to, tôm to. Tôm to. Nhanh lắm anh nào. Cá chuối nó ở đâu đó? Vâng. Toàn tôm to. Xong. Đấy, bỏ vô nồi à? Ý. Cá giống phải bỏ vậy. Mang lên trên đi cu. Chuối à? Có cá này. Cá chuối anh đấy á? Cá chuối to. Không. Ừ, còn nó ghi chứ. Lật vô đây. Úi trời. Nhìn cái nồi là u của tao này. Trăm này. Rồi lật vô đây. Lật hết. Còn cá chấm mà. Cá vô đây. Cá vô đi. Đồ phi. Ôi, mẹ nữa. Ôi, đây. Con đây. Đây. Mẹ này vét mẹ nữa là hết đấy. Này. Này. Nó bị đau à? Nó cắm. Nó cắn á? Cắn. Cắm cái xương á. Ôi. Có con cá đây anh em ơi, con cá lút, cá lút, cá lút. Ui giời, phải được gần 2 cân anh ạ. Để bắn. Tiếng ác quá. Nhiều tép nhà bác nhỉ? Nhiều lắm cháu. Bắt tay đi để lại lượng tay thôi. Tiếp đi không bắt đi để anh chết đồng phí. Chết phí nữa mà. Được nọ được hơn 2 tạ bác. Đây có con cá giếc. Không phải cá giếc, nhiều cá lún. Cá lún nữa sói. Cá nó ngon lắm. Vâng, ăn nó hơi đắng đắng mà nó ngon. Được tầm 2 cân rồi anh em. Này lát anh em về cho chị làm. Còn là lát em hoàng phai về cho anh Hà dựng. Xem có chai không anh? Được cái cục chai to này này. Có đây đấy nhỉ. Con to đấy là có ngọc rồi đấy. Hai con cá chuối. Hai con cá chuối nướng anh em ơi. Nướng.
nước ngao để nấu cháo, nước ngao nấu cháo ngao. Cho nó ngấm. Cháo này quá đảm bảo anh Nam ạ. Nhân nhiều hơn gạo ấy. Ao nhà em ngoài trước nhiều lắm. Đi xuống là kiểu ao sâu ấy, mình cứ lấy chân mình khua khua là mình gặp thôi. Nhưng mà khua từ từ thôi. Của đấy khua nhanh vào cái con của nó này. Cái chân này, cháo này chỉ cần mỗi người một tô thôi mà, cái này dư mỗi người một tô rồi. Các bạn cơm anh em nhá. Thiếu chú Hà với lại chú Tư. Đó, cách ly. Cố gắng. 7 ngày anh ạ. Anh Hà nhá, anh Tư nhá, cố gắng 7 ngày nhá. Ở nhà nhìn anh em bọn em ăn uống. Cười vui thế này cơ mà. Mà không có hai chú vẫn buồn. Nhá. Buồn, mà buồn buồn thật. Quá buồn mà thôi cố gắng thôi. Chai này dẻo rồi, dài lắm, dài lắm, ui giời, dài lắm anh ạ, dài lắm, uống vào cho nó mềm mềm. Như vậy là ở cái ngày thứ hai này thì mấy anh em vét hồ cũng không còn được nhiều cá trắm các bạn, loanh quanh đâu được tầm hơn một tạ nữa thôi. Khoảng tầm 3-4 hôm nữa thì em và anh Tư sẽ hết thời gian cách ly, lúc đấy mấy anh em sẽ tập trung đông đủ. Nên trên đấy thì loanh quanh ở trong làng đâu còn mấy cái hồ nữa thì mấy anh em sẽ đi rồi tham khảo lại xem là trên đấy thì cá còn nhiều không rồi đi gom tiếp. Trong khoảng tầm thời gian từ giờ đến Tết thì nếu mà kịp thì anh em sẽ mua được cả giống gà đem lên trên đấy nữa. Rồi ra Tết thì lúc đấy trời nắng ấm thì bắt đầu là trồng rau, trồng ớt.
Đấy, thì cuối cùng thì mấy anh em cảm ơn tất cả các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng em trong suốt thời gian vừa qua và cho tới bây giờ. Anh em cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau các bác nhé. Tạm biệt tất cả các bác.